Các bạn ơi, giờ học đã đến rồi đấy. Chúng mình đã cùng nhau chuẩn bị chai này, lọ nhựa này và các đồ dùng để hoạt động trong giờ học tạo hình, sáng tạo nhạc cụ từ chai lọ chưa? Vậy thì hẹn gặp lại các bạn vào lúc 9 giờ nhé. Cô ơi, xin chào tất cả các bé. Hôm nay cô Mai có mang đến cho chúng mình một điều bất ngờ đấy. Chúng mình thử đoán xem trong chiếc hộp của cô Mai có gì nào. Cô gợi ý nhé. Bây giờ chúng mình hãy rung tai để lắng nghe xem chiếc hộp của cô phát ra âm thanh gì nhé. Chúng mình nghe lại một lần nữa nhé. Các bé đã đoán được chưa nhỉ? 1, 2, 3. Đây là chiếc lục lạc gỗ đấy các con ạ. Nào, chúng mình hãy quan sát thật kỹ chiếc lục lạc này của cô nhé. Các con đã quan sát kỹ chưa nào? Cấu tạo của chiếc lục lạc này gồm những phần nào nhỉ? À, cô thấy có bạn đoán đúng rồi đấy. Chiếc lục lạc gồm có hai phần chính. Đây là phần nào của chiếc lục lạc nhỉ? Đây chính là phần đầu của chiếc lục lạc đấy. Phần tay cầm cũng được làm từ gỗ đấy. Các con nhìn này, nó dài, mịn màng để khi ta cầm không làm tay của chúng ta bị đau đấy. Phần đầu này nó có dạng hình gì? À, đúng rồi, nó có dạng hình quả trứng đấy. Thế nó được làm từ nguyên liệu gì? Ai nói cho cô Mai biết nhở? Nó được làm từ gỗ đấy. Không biết bên trong có gì nhỉ? Chúng mình hãy lắng tai nghe nhé. À, bên trong rỗng có chứa các hạt xúc xắc nhỏ đấy. Để khi lắc sẽ tạo ra những âm thanh nghe rất vui tai. Các con hãy nhìn xem bên ngoài chiếc lục lạc này được trang trí như thế nào nhỉ? Rất nhiều họa tiết, nhiều màu sắc được kẻ, vẽ để làm cho chiếc lục lạc này đẹp hơn đấy. Cô đố chúng mình biết chiếc lục lạc này dùng để làm gì nhỉ? Nó là một loại nhạc cụ để tạo ra âm thanh và tiết tấu cho các bài hát đấy. Theo các con, có bao nhiêu cách để tạo ra âm thanh từ chiếc lục lạc này nhỉ? Chúng ta có thể lắc và vỗ nhẹ vào nhạc cụ đấy. Hai bơi xinh xinh, cá vàng bơi trong bể nước, ngoi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng. Ở nhà thì các bé cầm nhạc cụ để biểu diễn âm nhạc tặng ông bà, bố mẹ thì chúng mình phải làm thế nào nhỉ? À, đúng rồi, chúng mình hãy tự tạo những nhạc cụ nhé. Các bé có thể tìm trong gia đình của mình xem có những nguyên vật liệu nào để có thể sáng tạo ra nhạc cụ nhé. À, chúng mình có thể dùng vỏ lon nước ngọt, vỏ sữa chua, chai lọ và cả cốc nhựa nữa đấy. Các con nhớ, trước khi sử dụng những chai lọ tái chế này, chúng mình phải vệ sinh sạch sẽ nhé. Rửa tay bằng xà phòng thật sạch sau khi hoàn thành nhé. Từ những vỏ chai lọ này, làm thế nào để chúng mình có thể tạo ra những âm thanh giống như các nhạc cụ nhỉ? Nào, chúng mình hãy quan sát xem cô có gì đây nhé. Các con có biết đây là hạt gì không? Đúng rồi, đây là hạt đậu đen đấy. Còn đây là gì nhỉ? Đó chính là hạt gạo đấy. Hạt này là hạt gì nhỉ? À, nó là hạt đậu xanh. Còn đây, nó chính là hạt lạc đấy. Ồ, đây có phải hạt không nhỉ các con? Nó không phải là hạt đâu, mà nó là những viên sỏi đấy. Từ những nguyên vật liệu này, làm thế nào để chúng mình có thể sáng tạo ra những nhạc cụ âm nhạc nhỉ? Bây giờ cô cùng chúng mình làm nhé. Ngoài các vỏ chai lọ và các loại hột hạt, chúng ta cần đến hồ dán, kéo, băng dính và các nguyên vật liệu dùng để trang trí. Đầu tiên, chúng mình mở hết các nắp chai ra nhé. Và nhớ vặn ngược chiều kim đồng hồ, rồi lần lượt cho các hột hạt này vào trong chai. Theo các con, chúng mình làm thế nào để cho các loại hột hạt này vào trong chai? Các con chú ý, tùy theo kích thước của hạt, của chai và cổ chai để lựa chọn hạt nào cho vào chai, vào lọ nào nhé. Chúng ta có thể dùng phễu hoặc thìa và có thể
thể dùng tay để cho các loại hột hạt vào trong chai đấy. Nào, bây giờ chúng mình cùng bắt tay vào làm nhé. Các con nhớ, mỗi vỏ chai chỉ cho vào đó một nguyên liệu thôi. Và bây giờ, cô sẽ nhặt viên sỏi bỏ vào trong chai và đậy nắp lại. Với những chiếc chai có miệng nhỏ như vậy, cô cần phải dùng đến phễu và thìa để cho các hột hạt vào trong chai. Như vậy là đủ rồi đấy. Bây giờ cô sẽ đóng nắp chai lại. Với những vỏ hộp sữa chua này, cô sẽ dùng thìa để cho nguyên liệu vào bên trong. Và lấy một vỏ nắp còn lại. Sau đó dùng băng dính để mình nhớ dán thật chặt nhé, nếu không vỏ sữa chua sẽ bị bung ra. Mình cùng lắng nghe âm thanh phát ra từ những nhạc cụ này nhé. Hay quá. Và quý vị thấy không các con? Để cho những nhạc cụ này đẹp và bắt mắt hơn thì chúng mình sẽ làm gì? À, chúng mình sẽ trang trí cho nó nhé. Các con có thể trang trí theo màu sắc mình thích, chọn và đếm số lượng các họa tiết hay sáng tạo ra các quy tắc trang trí của mình. Cô sẽ dùng đề căn màu quấn xung quanh nhé. Cô sẽ quấn từ từ để tạo thành một vòng tròn khép kín. Tương tự như vậy, cô quấn tiếp một vòng tròn thứ hai. Để cho đẹp hơn, cô sẽ dán vào đấy những họa tiết mà mình yêu thích. Vậy là cô đã hoàn thành xong những nhạc cụ âm nhạc của mình rồi đấy. Các con hãy cùng xem lại quy trình sáng tạo nhạc cụ từ chai lọ nhựa mà cô và các con vừa thực hiện nhé. Bây giờ chúng mình hãy cùng biểu diễn với cô Mai nhé. Thương con vì con không mẹ, mẹ thương con vì con sống ba, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, sao là nhớ gần nhau là cười. Ô, thật là một bản nhạc nghe vui tai phải không các con? Ngoài những cách làm nhạc cụ từ chai lọ mà hôm nay cô Mai hướng dẫn ra thì chúng mình hãy cùng tìm trong gia đình của mình xem có những nguyên vật liệu nào có thể sáng tạo ra những nhạc cụ khác nhé. Cô Mai chúc tất cả các bé sẽ có những buổi biểu diễn âm nhạc thật vui để dành tặng cho những người thân yêu trong gia đình của mình. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại.